Mới đây, một đoạn clip ngắn được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông vượt đèn đỏ khiến nhiều người hoảng sợ. Theo đó, nội dung đoạn clip ngắn ghi lại cho thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, dù đã có tín hiệu đèn báo dừng nhưng người này vẫn thản nhiên cho xe phóng vụt qua ngã tư. Đến giữa giao lộ, nữ ninja giật mình rồi tự ngã ra đường. Đúng lúc đó, chiếc xe tải từ hướng vuông góc chạy tới, đâm người phụ nữ và kéo lê hàng chục mét. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến người xem giật mình sợ hãi. Mặc dù những vụ tai nạn thương tâm do vượt đèn đỏ đã từng xảy ra rất nhiều, song người phụ nữ này vẫn bất chấp và khiến hậu quả xảy đến. Nạn nhân được cho là bị thương nặng, hiện vẫn chưa rõ tình trạng. Sự việc được camera hành trình ghi lại tại ngã tư Ngô Gia Tự, Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên, Hà Nội. Khi tham gia giao thông, chúng ta cần chú ý quan sát hơn, đừng vì một chút bất cẩn của mình mà gây ảnh hưởng đến người khác.